chưa tiền thì nó không có gì teo bây giờ là nó đang lại còn cái còn ở trong hồ sữa đã đẹp rồi thay đổi da sinh chứ bộ công ty đúng không thay đổi da sinh đó coi đi cho không đổi cùng với đó đúng rồi đó má nó lại sao không nó chạy á không chơi nữa đó ủa cha ơi cha cha qua đây không vào quá không đến em coi chiếu nãy quá chồng chồng rồi đúng không lại sáng vừa qua đây sáng động các bạn điểm ok đâu ở đây không có con cá nào bên kia không có con cá nào bên kia không có kiểu ngại gì nằm trên góc quá thử hỏi hết coi tụ má nó số nhiều thử coi coi tụ má xem sao tụ má con cá đen thôi rồi vậy bởi lượng trên góc rồi sáng nó làm lên bằng nước mà lung gì sáng tụ quá tao với tụ quá làm sáng rồi tụ quá quá cảnh sát tụ quá tính luôn cá lên mặt nước sập rung chân đẹp quá nhân xuống dưới hai mét đẹp rồi kia mấy đứa con nít á rồi giờ anh đang đi cá sao mà anh đang cho phơi nắng đây nó khô sao hai con chính sao cái mạng đi
con này dán này nằm điện, qua dán chiếc điện, rồi hai cái thì rớt cái bay chi, nhưng bây giờ đậu nó không có hại luôn, còn bắt đầu đâu. Có thịt kinh bên bển á, anh thi có con nào à. Nước xấu quá. Cái này anh Hiền lắm đủ rồi. Nước xấu quá. Con này bị điên ruột ơi. Không có này một, con này một. Oh,